Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự trưa thứ năm ngày mùng 4 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những nội dung nổi bật sẽ có trong chương trình hôm nay. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh dự và phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 20 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 16. Các địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa rông rải rác. Cần sử dụng hiệu quả các cơ sở giết mổ tập trung tại các địa phương trong tỉnh. Trong phần tin trong nước và quốc tế, động lực bứt phá cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam 6 tháng cuối năm. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản phát hành loại tiền giấy sử dụng hình ảnh 3D để chống tiền giả. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp thứ 20 Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc vào sáng nay mùng 4 tháng 7. Tham dự về phía Trung ương có đồng chí Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội. Về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí Thường trực tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, đoàn thể, đơn vị, các huyện, thành phố, thị xã cùng sự có mặt của 51 trên 53 vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai khóa 16. Phát biểu khai mạc, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vũ Xuân Cường nhấn mạnh, diễn ra ngay sau thành công của kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét, quyết định và thông qua nhiều nghị quyết liên quan đến các cơ chế, chính sách và một số vấn đề quan trọng khác. Đề nghị các đại biểu Hội đồng tỉnh nghiên cứu kỹ các tờ trình dự thảo nghị quyết của Ủy ban tỉnh, báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh thảo luận tập trung vào căn cứ pháp lý, tính hợp lý, tính khả thi những nội dung lớn, quan trọng và những vấn đề còn có ý kiến khác nhau để xem xét thông qua bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và đồng thuận cao. Khối lượng công việc của kỳ họp thứ 20 Hội đồng tỉnh là rất lớn, nhiều nội dung quan trọng. Thay mặt cho Thường trực Hội đồng tỉnh, tôi đề nghị các đại biểu Hội đồng tỉnh phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng để kỳ họp đạt kết quả tốt đẹp, đáp ứng kỳ vọng của cử tri. Tiếp đó, kỳ họp lần lượt nghe các báo cáo, gồm báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2024 và một số báo cáo tờ trình khác. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh biểu dương những kết quả đạt được trong thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội của Lào Cai trong 6 tháng đầu năm. Thông tin một số thành tựu nổi bật của đất nước, đồng chí nhấn mạnh, trong thành tựu chung đó có đóng góp quan trọng của các địa phương, trong đó có Lào Cai. Đồng chí mong muốn Hội đồng Nhân dân các cấp của Lào Cai tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của nhân dân. Theo kế hoạch, chiều nay kỳ họp thứ 20, Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục làm việc tại hội trường, nghe các báo cáo và một số tờ trình quan trọng khác. Lào Cai sẽ khảo sát, nghiên cứu, biên soạn và xuất bản cuốn sách Ẩm thực các dân tộc tỉnh Lào Cai trong tháng 12. Cuốn sách dự kiến có 5 nội dung chính: những đặc điểm sinh thái của Lào Cai trong mối quan hệ với đặc điểm ẩm thực, bản sắc ẩm thực của mỗi tộc người trong mối quan hệ với văn hóa tộc người, những đặc điểm về lịch sử, xã hội, quy định đặc điểm của ẩm thực các dân tộc, trình bày giới thiệu chi tiết về ẩm thực của từng dân tộc, định hướng bảo tồn ẩm thực phục vụ phát triển kinh tế du lịch. Cuốn sách được xuất bản sẽ là tài liệu chuyên khảo phục vụ cho hoạt động bảo tồn văn hóa truyền thống và xây dựng hệ thống dữ liệu, tư liệu về di sản ẩm thực các dân tộc. Do ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao, tối qua mùng 3 tháng 7, các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa rào và dông trên diện rộng. Dự báo từ nay đến chiều ngày mùng 4 tháng 7, các địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Mưa to khả năng tập trung vào huyện Bắc Hà, Bảo Yên, Bảo Thắng và Simacai. Người dân trong toàn tỉnh cần đề phóng mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét, sạt lở đất đá tại khu vực vùng núi và ngập úng ở các vùng trũng thấp, xói lở, sụt lún khu vực hạ lưu các sông suối. Phòng ngừa mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn, gây ngập úng nhanh tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc tố, sét đánh và gió giật mạnh.
Thưa quý vị và các bạn, đầu tư cơ sở giết mổ tập trung là chủ trương lớn của các địa phương nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn có những lò giết mổ tập trung dù đã được đầu tư xây dựng với nguồn kinh phí lớn nhưng quá trình vận hành lại chưa mang lại hiệu quả như kỳ vọng. Phóng sự thực hiện tại huyện vùng cao Simacai sẽ cho thấy rõ hơn về thực trạng này. Tháng 3 năm 2021, cơ sở giết mổ tập trung này được huyện Simacai giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thanh Hương vận hành. Với công suất thiết kế giết mổ 50 đầu gia súc mỗi ngày, vậy nhưng quá trình khai thác hiện nay chỉ đạt 1/5 công suất. Đây là nguyên nhân dẫn đến việc doanh nghiệp đã dừng hoạt động lò giết mổ. Đến cuối năm 2023, cơ sở đã được bàn giao về cho ban quản lý chợ quản lý, khai thác và được một hộ kinh doanh cá thể nhận thầu để vận hành. Không làm nhiều thì được tầm khoảng 12 con. Động viên anh em vào thì cũng chỉ có anh em nhà em. Trung tâm huyện còn tầm khoảng 5-6 nhà, 5-6 hộ không vào. Người ta cũng mổ ở trong xín tráng. Có thể những ngày chợ thì người ta cũng mổ, người ta chở ô tô ra đây, người ta giao ở chợ. Dù nằm liên kề ngay với chợ, nhưng số hộ kinh doanh giết mổ ở khu vực thị trấn đưa gia súc vào giết mổ tập trung tại cơ sở rất ít. Ở vùng xa hơn lại càng khó khăn. Trong khi đó, lực lượng làm công tác quản lý giết mổ mỏng, công tác kiểm soát gặp nhiều khó khăn, không duy trì được thường xuyên hoạt động của cơ sở. Chúng tôi có hai đồng chí thường xuyên là thay nhau làm ở khu vực giết mổ tập trung. Ở xã thì chúng tôi có đội ngũ thú y viên xã. Các cái thú y viên này thì phải thực hiện cái nhiệm vụ là kiểm tra dịch bệnh cũng như là tiêm phòng cho gia súc thôi. Giết mổ thì chúng tôi các cái chợ phiên thì vẫn là cán bộ của huyện xuống phối hợp với lại ban chợ cũng như là chính quyền địa phương, chúng tôi sẽ đi kiểm tra quyết liệt hơn nữa, đưa các cái sản phẩm động vật sống như lợn, như trâu bò vào cái lò mổ này để thực hiện giết mổ và kiểm soát vệ sinh thú y theo đúng quy định, nghiêm cấm các cái hộ gia đình kinh doanh sản phẩm động vật tươi sống ở trước cửa hộ gia đình. Dịch bệnh trên đàn gia súc đang có diễn biến phức tạp tại các địa phương trong cả nước. Việc quyết liệt áp dụng các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý dịch bệnh, trong đó có phát huy vai trò của các cơ sở giết mổ tập trung là rất cần thiết. Qua đó vừa đảm bảo chất lượng thực phẩm tươi sống xuất ra thị trường, vừa phòng tránh được mầm bệnh phát tán, lây lan và tránh lãng phí nguồn lực đầu tư của nhà nước. Tiếp theo là thông tin về thị trường. Thưa quý vị và các bạn, giá xăng dầu tại kỳ điều hành chiều nay mùng 4 tháng 7 được dự báo sẽ nối tiếp đà tăng theo xu hướng thế giới. Giá mặt hàng nhiên liệu có thể tăng từ 200 đến 500 đồng một lít. Giá bán lẻ xăng dầu trong nước đã được Liên Bộ Tài chính Công Thương điều chỉnh tại kỳ điều hành giá chiều nay. Do giá xăng dầu thế giới tuần trước và những phiên giao dịch vừa qua tăng nhẹ, nên giá xăng dầu trong nước dự báo cũng sẽ tăng nhẹ với dầu tăng khoảng 200 đến 400 đồng một lít hoặc 1 kg, xăng tăng từ 300 đến 500 đồng một lít. Cùng với đó, dự báo Liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính kỳ này tiếp tục không trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu. Trường hợp Liên Bộ Công Thương Tài chính trích quỹ bình ổn giá xăng dầu có thể giảm ít hơn. Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước sẽ có phiên tăng giá thứ tư liên tiếp. Từ đầu năm đến nay, giá xăng tăng 15 lần, giảm 11 lần. Mặt hàng dầu có 14 lần tăng và 12 lần giảm. Sở Y tế tỉnh mới ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11 tháng 7 năm 2024. Theo đó, căn cứ tình hình thực tế, các huyện, thị xã, thành phố lựa chọn tổ chức hoạt động phù hợp, đảm bảo chất lượng và hiệu quả, thực hiện công tác tuyên truyền vận động và truyền thông giáo dục hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới, tập trung vào cặp vợ chồng trẻ, thanh niên chuẩn bị đến tuổi kết hôn, tổ chức giao lưu tọa đàm về dân số, hạnh phúc gia đình, tổ chức các điểm tư vấn trực tiếp cho các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, nam nữ, thanh niên sắp kết hôn. Qua các hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức trong cộng đồng về công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, góp phần nâng cao chất lượng dân số. Thưa quý vị và các bạn, dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành trong nước, trong đó có Lào Cai. Ngoài tái phát các ổ dịch cũ thì còn có nguyên nhân xuất phát từ chính sự chủ quan, ý thức phòng dịch chưa cao của một bộ phận người dân và buông lỏng quản lý của chính quyền sở tại. Tại xã Bản Sen, huyện Mường Khương, thay vì tiêu hủy đúng quy trình, lợn chết đã bị người dân chăn nuôi
vô tư vứt ra suối gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ cao lây lan dịch bệnh. Ghi nhận về thực trạng này của nhóm phóng viên thời sự. Con suối này được hàng trăm hộ dân sử dụng để tưới tiêu cũng như là phục vụ cho mục đích chăn nuôi. Tuy nhiên trong thời gian vừa qua, gia súc chết được thả trôi xuống dòng suối khiến cái dòng nước này bị ô nhiễm nghiêm trọng. Đặc biệt, dịch bệnh có nguy cơ bùng phát, nhất là thời điểm này dịch tả châu Phi đã xuất hiện. Hình ảnh này được chúng tôi ghi lại vào sáng mùng 2 tháng 7. Lợn chết đã bắt đầu phân hủy bốc mùi hôi thối. Những hộ dân sinh sống ngay cạnh con suối này không những phải chịu cảnh hôi thối mà còn không khỏi lo lắng cho đàn lợn của nhà mình. Thì là xuống đây là con này con thứ 7 rồi. Đấy, thì là nhà cô ở dưới cuối nước là cô cũng lo lắm mà cũng không làm sao được. Bây giờ là ở trên kia nó họ bà con bị nhiều lắm mà bây giờ cũng không biết trường hợp nào lém. Thì các cô cũng phải chịu thôi. Thôn Na Phả có 150 hộ dân, hơn một nửa số hộ nuôi lợn. Dịch tả lợn châu Phi bùng phát gần một tháng nay khiến nhiều hộ chăn nuôi lợn điêu đứng. Đàn lợn gần 20 con của chị Jin cũng chết dần vì dịch bệnh. Số ít đã bán vội cho thương lái, còn lại là tiêu hủy. Điều đáng nói, khi phát hiện dịch bệnh, gia đình đã tự xử lý mà không báo với chính quyền và ngành chuyên môn để có biện pháp tiêu độc khử trùng phù hợp. Mấy năm nay về đây thì dịch nó tràn lan nhiều quá, cũng chả được cái gì, cũng chẳng ai báo đâu. Ổ nào phát thì ổ ấy chịu thôi. Theo lãnh đạo địa phương, dù đã đẩy mạnh tuyên truyền, tuy nhiên ý thức của một bộ phận người dân chưa cao. Việc phát hiện, kiểm soát và tiêu hủy lợn dịch của chính quyền gặp nhiều khó khăn. Người ta chủ động chứ mình không thể nắm bắt được người ta chủ động. Có thể là người ta thả vào ban đêm hoặc là thả vào lúc chưa vắng người nên người ta thả. Cho nên là việc nắm bắt cái thông tin đấy thì gặp rất nhiều khó khăn đối với lại chính quyền địa phương. Theo một số người dân, lợn dịch vẫn được các thương lái thu mua tận nhà mà không hề có sự kiểm soát của lực lượng chức năng. Thực trạng này rất nguy hiểm, không chỉ tiềm ẩn nguy cơ lây lan mà còn đe dọa tới sức khỏe của người tiêu dùng. Đã đến lúc cần có sự quyết liệt hơn nữa của ngành chức năng, chính quyền địa phương trong việc kiểm soát, ngăn ngừa dịch bệnh. Thưa quý vị và các bạn, Điều 9 Thông tư 39 năm 2014 được sửa đổi bởi Thông tư 23 năm 2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc liên kết ví điện tử với tài khoản, thanh toán hoặc thẻ ghi nợ của khách hàng tại ngân hàng liên kết như sau. Tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử phải yêu cầu khách hàng hoàn thành việc liên kết ví điện tử với tài khoản thanh toán hoặc thẻ ghi nợ của khách hàng mở tại ngân hàng liên kết trước khi khách hàng sử dụng ví điện tử. Ví điện tử phải được liên kết với tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam hoặc thẻ ghi nợ có gắn với tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam của khách hàng mở tại ngân hàng liên kết. Tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử phải thỏa thuận với ngân hàng liên kết hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính và dịch vụ bù trừ điện tử về quy trình, cách thức liên kết ví điện tử với tài khoản thanh toán hoặc thẻ ghi nợ của khách hàng. Khách hàng được liên kết ví điện tử với một hoặc nhiều tài khoản thanh toán hoặc thẻ ghi nợ của khách hàng chủ ví điện tử mở tại các ngân hàng liên kết. Tiếp theo chương trình, phá đường dây cá độ bóng đá với tổng số tiền 500 tỷ đồng. Thủ đô nước Nga hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm hiện tại, giải phóng mặt bằng vẫn là điểm nghẽn cản trở tiến độ thực hiện các dự án giao thông trọng điểm tại các địa phương trong cả nước. Theo đó, công tác giải phóng mặt bằng tại các địa phương như Đồng Nai, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Tuyên Quang, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Hưng Yên, Kiên Giang, tiến độ đang bị chậm, ảnh hưởng lớn đến tiến độ hoàn thành nhiều dự án. Tại thông báo kết luận phiên họp lần thứ 12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, huy động cả hệ thống chính trị để đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành giải phóng mặt bằng các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm, đúng kế hoạch. Đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng để hoàn thành bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, hai dự án đường vành đai và ba dự án cao tốc trục Đông Tây. 6,42% là mức tăng trưởng tích cực của kinh tế Việt Nam trong 6 tháng đầu năm, vượt so với dự báo. Đây là cơ sở tạo đà cho thực hiện mục tiêu tăng trưởng cả năm 2024. Theo các chuyên gia, tiêu dùng trong nước vẫn là yếu tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhờ lợi thế của thị trường tiêu thụ nội địa với hơn 100 triệu dân.
Kết quả 6 tháng đầu năm, đóng góp nhiều nhất cho GDP quý 2 là khu vực dịch vụ tăng hơn 7%. Tiếp đến là công nghiệp, xây dựng, nông, lâm nghiệp và thủy sản. Tăng trưởng kinh tế thể hiện ở cả 3 khu vực kinh tế, cho thấy rõ xu hướng phục hồi của nền kinh tế. Là với cái tăng trưởng GDP như thế thì các cái ngành nghề của chúng ta cũng có cái tăng trưởng tương đối tốt. Với nông nghiệp vượt qua cái khó khăn để mà có được cái tốc độ tăng trưởng. Về công nghiệp đã tốt dần lên. Chúng ta cũng hy vọng rằng cái ngành công nghiệp trở thành một cái ngành cơ bản để mà có thể tạo ra cái hoạt động tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế. Mức tăng trưởng tích cực 6 tháng đầu năm là cơ sở tạo đà cho nỗ lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng cả năm. Trong đó, tiêu dùng trong nước vẫn là yếu tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng với thị trường hơn 100 triệu dân. Việc Quốc hội vừa nhất trí tiếp tục kéo dài chính sách giảm thuế VAT 2% đến hết năm, không chỉ hỗ trợ người tiêu dùng qua giảm thuế mà còn giúp sản xuất kinh doanh sôi động. Các doanh nghiệp làm sao phải tiếp cận được các cái nguồn vốn tốt, các doanh nghiệp làm sao phải có những các cái điều kiện để mà đầu tư mới các cái yếu tố thỏa mãn các yêu cầu của thị trường quốc tế. Và đồng thời kèm theo đấy là thúc đẩy cái tăng cầu tiêu dùng. Chúng ta phải đẩy nhanh việc cải tiến các cái thủ tục hành chính, chăm sóc cho doanh nghiệp tốt hơn. Những cái chính sách hỗ trợ của chúng ta đó thì phải đảm bảo là nó phù hợp với thực tiễn. Bằng trợ lực của nhiều chính sách và sự nỗ lực từ chính cộng đồng người dân, doanh nghiệp, các chuyên gia tin rằng nền kinh tế sẽ bứt phá 6 tháng cuối năm, tạo đà để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của năm 2024. Một đường dây cá độ bóng đá với tổng số tiền lên tới 500 tỷ đồng vừa được Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đấu tranh triệt phá thành công. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cục Cảnh sát Hình sự phát hiện nhóm đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc thông qua trang web bóng88.com. Các đối tượng đã sử dụng tài khoản để cá độ nhiều trận bóng ở các giải khác nhau. Số tiền thắng thua được thanh toán vào ngày thứ hai hàng tuần thông qua trả tiền mặt trực tiếp hoặc chuyển khoản. Cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp, triệu tập bắt giữ đối tượng cầm đầu là Cao Đình Hùng, trú tại phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Qua kiểm tra, trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 7 năm 2024, tổng số tiền sử dụng để đánh bạc khoảng 500 tỷ đồng. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Tiếp theo sẽ là một số thông tin quốc tế đáng chú ý. Ngày 3 tháng 7, nội các mới của Ai Cập đã chính thức tuyên thệ nhậm chức với một trong những nhiệm vụ trọng tâm là vực dậy nền kinh tế của quốc gia Bắc Phi này. Tổng thống Ai Cập cũng đã nêu bật các nhiệm vụ ưu tiên của nội các mới như cần tập trung thúc đẩy sản xuất trong nước, nâng cao hơn nữa đóng góp của khu vực tư nhân trong nền kinh tế, tăng cường xuất khẩu để giảm thâm hụt thương mại, áp dụng các chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư nước ngoài, cũng như tạo nhiều cơ hội việc làm và đảm bảo an sinh xã hội. Về chính sách đối ngoại, Ai Cập tiếp tục theo đuổi chính sách đối ngoại chủ động, linh hoạt, đa dạng hóa, đa phương hóa các mối quan hệ nhằm đảm bảo các lợi ích chiến lược về kinh tế và an ninh. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tác động của lệnh sơ tán mới do Israel đưa ra. Tổ chức này nhấn mạnh trong hơn 8 tháng qua, hàng nghìn người dân ở hai thành phố đã phải nhiều lần di rời và nay lại tiếp tục phải sơ tán theo lệnh mới nhất của Israel. Lệnh sơ tán lần này tác động đến 1/3 diện tích dải Gaza và có quy mô lớn nhất kể từ lệnh sơ tán ở phía Bắc hồi tháng 10 năm ngoái. Việc sơ tán quy mô lớn người dân chỉ làm tăng thêm nỗi thống khổ của họ và đẩy nhu cầu nhân đạo tăng cao hơn nữa. Cùng ngày, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế nhận định người dân Gaza hiện đã không còn nơi nào có thể sinh sống an toàn. Ngày 3 tháng 7, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản bắt đầu phát hành loại tiền giấy mới sử dụng hình ảnh 3D tiên tiến đầu tiên trên thế giới để chống tiền giả. Tiền giấy mới gồm 3 loại có mệnh giá 10.000 yên, 5.000 yên và 1.000 yên, in hình chân dung 3 chiều của các nhân vật lịch sử gắn liền với các tổ chức tài chính và giáo dục của Nhật Bản. Hình ảnh sẽ thay đổi tùy theo các hướng và góc nhìn khác nhau. Loại tiền giấy này có nhiều tính năng bảo mật mới, trong đó có một số tính năng lần đầu tiên được áp dụng trên thế giới để ngăn chặn làm giả và tăng tính khả dụng. Ngoài ra, các tờ tiền này còn có các dấu xúc giác để người khiếm thị xác định được mệnh giá đồng tiền. Tiền giấy mới sẽ được lưu hành rộng rãi tới người dân thông qua các tổ chức tài chính và các ngân hàng. Ngày 3 tháng 7, nắng nóng oi bức bao trùm khắp thủ đô Moscow của Nga và khu vực lân cận với nhiệt độ tăng cao chưa từng thấy trong hơn một thế kỷ. Nhiệt độ ở Moscow trong ngày 3 tháng 7
lên tới 32,5 độ C, sôi nổ mức nhiệt kỷ lục được thiết lập vào năm 1917. Nhiệt độ ban đêm trong vài ngày tới được dự báo sẽ không xuống dưới 24,5 độ C. Với điều kiện thời tiết như vậy, sẽ rất nguy hiểm đối với sức khỏe người dân, đặc biệt là sau khi trải qua mức nhiệt nắng nóng vào ban ngày. Họ đã phải đến các đài phun nước và công viên công cộng để xoa dịu cơn nắng nóng. Nhà chức trách Nga cho biết, Moscow sẽ chứng kiến mức nhiệt cao bất thường, cao hơn 7 độ C so với tiêu chuẩn khí hậu, cho đến cuối tuần. Dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh ngày 4 tháng 7 năm 2024. Vùng đồi núi thấp, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, gió nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Vùng đồi núi cao, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ C, độ ẩm trung bình trên 90%. Thành phố Lào Cai, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Khu du lịch Sapa, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió tây cấp 2, nhiệt độ từ 17 đến 20 độ C, độ ẩm trung bình trên 90%. Khu du lịch Bắc Hà, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 23 độ C, độ ẩm trung bình trên 90%. Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.